Rồi, xin chào các bạn. Mấy hôm nay trên thị trường á, máy thanh lý các bạn, hoặc là những cái dòng men ở nước ngoài về, mình sẽ thấy có cái phiên bản men bọt chạy một CPU xeon E5 V1 hoặc là V2 các bạn. Thì đó là cái men bọt em Super Mero X9 SRA này nè các bạn. Đó, và cái men nhìn rất là pro luôn. Theo đánh giá của mình là mình rất là thích cái men này. Thứ nhất là cái men này là thương hiệu design bên Mỹ nè các bạn. Tất nhiên sản xuất ở Trung Quốc rồi. Bây giờ xài Việt Nam mình. Thì cái men này nó hỗ trợ cả CPU Xeon E5 cái mã 26 hoặc là 16 XX các bạn, V1 lẫn V2, và nó chạy được cả những con CPU Core i7 socket 2011 luôn các bạn. Đó. Ví dụ như i7 3930K, 4930K vân vân. Và nó sử dụng chipset là Intel C602 các bạn. Đó. Mấy bạn thấy không? Mắc RAM nó lên tới 512GB, bus 1866 các bạn ha. Thì E5 V2 chạy 1866 đúng rồi các bạn. Rồi dual LAN nè, rồi SATA 3 cũng rất là nhiều nữa bạn, UI 3.0 vân vân, rất là nhiều thứ. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn tham khảo về mainboard thực tế bên ngoài ha, cũng như có một số cái hướng dẫn chi tiết nếu mà các bạn mua về tự lắp. Thì cái mainboard này là cái mainboard đã sử dụng các bạn, và tháo máy ra hàng còn nguyên zin mà rất là đẹp. Thì các bạn thấy đây là cái miếng phe nè, phe này là bằng inox nè các bạn, các bạn thấy không, cổng B2 nè, rồi UI quá trời luôn các bạn, hai cổng LAN nè ha, và audio là 7.1 luôn các bạn. Rồi, đầu tiên các bạn thấy cái mặt side panel nè, có một cái lỗ PS2 đây các bạn gắn phím chuột cũng được hết. Rồi, đó, 2, 4, 6, 8 cổng UI 2.0, 2 cổng UI 3.0 và hai cái bọt LAN Gigabit nè các bạn. Audio 7.1 và có cổng optical luôn nè các bạn ha. Đó. Rồi, main bọt chính các bạn thấy là CPU nằm đây và số cái 2011. Đó. Các bạn có thể chạy CPU E5-2670V2 nè, E5-2689 nè. Và nó support được CPU với cái TDP là 150W luôn các bạn. Cái TDP tức là cái watt của CPU rất là cao luôn, và những cái men China ví dụ như Hollandi khó lòng mà đáp ứng nổi các bạn. Có thể nó chạy được nhưng mà nó sẽ không bền bằng cái men này, và men này nó hỗ trợ CPU tới 150W các bạn. Và ví dụ như con 2687W2 các bạn, 8 con 16 luồng với xung 3GB bắt 4GB thì con CPU nó 150W các bạn, thì gắn lên men này vẫn ok luôn. Và các bạn thấy phía trên á sẽ có 4 slot RAM và phía dưới có 4 slot RAM nè các bạn, tổng cộng là 8 slot và maximum là 64GB nhân 8 LD RAM các bạn. Đó. Còn bình thường các bạn có thể gắn 16 x 4 là 64GB với 866 cho CPU V2 các bạn, là rất ngon lành rồi. Đó, ngay VRM này có miếng nhôm nè các bạn ha. Và thiết kế cũng khá là hay. Ví dụ khi bạn có fan CPU mà xem fan tháp như T400i á, thì cái quạt sẽ thổi từ trước lên sau, nó sẽ làm mát luôn cả VRM này luôn nè các bạn. Đó. Rồi RAM thì các bạn ưu tiên gắn 4 khe xanh trước. Ưu tiên 4 khe xanh trước ha. Các bạn gắn 2 thanh thì là dual channel, gắn 4 thanh thì quad channel. Đó. Một cái đầu nguồn 8 pin cho CPU, một cái đầu nguồn 24 pin rất là quen thuộc. Rồi ở những cái khe mở rộng thì bạn sẽ thấy là khe B-Stretch 3.0 16X, 3.0 16X, một cái khe B-Side đời cũ. Cái khe này giúp mình có thể gắn những cái cạc điều khiển CNC chẳng hạn. Rồi B-Stretch 3.0 x 4. Xin lỗi, B-Stretch 3.0 x 4 đúng rồi các bạn. Trong cái giao diện X8 nè. Rồi B-Stretch 2.0 x 4 in X8 nè các bạn. Đây là pin CMOS. Lia CMOS á thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, đó. Nó có hai cái bán nguyệt chì nè các bạn. Đó. Các bạn chỉ cần lấy cái vít ha, bạn chập hai cái chân này lại, đó, hai cái bán nguyệt lại thì nó sẽ là lia CMOS. Rồi 2 4 6 8 10 cổng UB. Xin lỗi, 10 cổng SATA. Thì trong đó nó có hai cái cổng SATA 0 và 1 này là SATA 3 6GB bit dây các bạn. Thì khi các bạn ghim SSD á thì các bạn nên ghim ở đây nha. Đó, hoặc là ổ cứng lưu trữ dữ liệu. Đó. Còn khi mà các bạn ghim hết rồi các bạn mới ghim qua đây, tại vì những cái cổng ở đây là cái cổng SATA 2 thì cái tốc độ đọc ghi của nó chỉ có 3GB dây thôi, nó hỗ trợ cái 3GB các bạn, nên sẽ chậm hơn 6GB dây đây. Đó, đây cổng COM 1, cổng COM 2 nè các bạn. Rồi audio phía trước 2 4 6. 6 này là ghim USB RON các bạn. Đó, USB 3.0 RON luôn, có luôn các bạn. Đó, rồi tiếp theo mà các bạn hay quan tâm á là cái chân power reset đó các bạn. Đó thì các bạn lưu ý ha. Đây. Hai cái chân dưới này là hai cái chân power, nút power các bạn. Đó, tiếp theo hai cái chân kế á, là hai cái chân ha, đó hai cái chân này nè. Đó là hai cái chân reset. Rồi ngược lại trên đây thì hai cái chân trên cùng đây nè là cái đèn power led các bạn, và HDD led. Đó, và cái chân VCC tức là chân cộng nó nằm ở mé bên tay phải của mình. Đó, dễ thương không?
Đó, mình có lắp thử là một cái này các bạn. Thì đây cái fan của Lenovo ha, các bạn có thể dùng T400i nè, CR1000 hay bất kỳ cái fan gì cũng được hết các bạn. Đó, mình đang gắn RAM nè, hai thanh 16GB nhân 2.866 là 32GB, cạc mình là 2GB nè các bạn. Đó, giờ mình chỉ cần gắn thêm cái SSD nữa là dạy Windows thôi. Nguồn á thì mình build tùy theo nhu cầu của các bạn nha. Đó. Cái fan này fan của Lenovo các bạn, mình đang có thì mình ốp vô mình gắn thử, chạy thử cho bạn tham khảo luôn. Nè, cái chân power nè các bạn, kích cái tắt nè. Đó, các bạn thấy không? Kích cái nó mở lại nè. Đó. Rồi kế nó thì là nước reset. Đó. Rồi, bây giờ CPU 2680 V2, 2670 V2 hay là 2689 nó rất là rẻ, bạn RAM cũng rất là rẻ luôn. À, các bạn có thể build cho mình một cái bộ máy chơi game giả lập, làm đồ họa cơ bản các bạn, khá là thú vị. Ví dụ trong trường hợp các bạn sử dụng CAD nè, Adobe thì các bạn có thể dùng CPU Sung cao Core lượng ít thôi, ví dụ 1650 V2. Còn nếu bạn mà thích đa nhiệm nhiều hơn thì các bạn có thể dùng mấy cái CPU mã 26X. Cái main này thì cái form nó cũng to giống như cái main X99TF của Hynix các bạn. Nó chỉ có một cái vị trí chân ốc này là khác thôi. Đó, còn mấy cái vị trí chân ốc khác nó đều giống nhau hết. Đó, mình bút vô Windows Mini thử cho các bạn tham khảo nè. Đó, các bạn thấy không? CPU E5-2680V2 nè các bạn. Và CPU này có 115W các bạn. Nó bằng cái watt của con 2670V2. Giá nó chỉ nhỉnh hơn chút xíu thôi các bạn. Nó vẫn 10 core 20 luồng. Nhưng mà điểm thú vị của 2680V2 á, nó có xung bay lốc á, là 2.80Hz các bạn. Và mắt turbo nó là 3.6Hz. 2670V2 nó sẽ là 2.5 và Mach Turbo là 3.3 đó các bạn. Chính vì vậy 2680V2 này các bạn làm đồ họa hay là chúng ta chơi game nó đều mượt hơn 2670 khá là nhiều. Mà giá thành thì nhỉnh hơn không nhiều các bạn, và đặc biệt là hai CPU nó cùng 115W á, nó cùng mát như nhau các bạn. Đó, nên 2680 nó có cái thú vị đó. Qua tới 2690V2 thì xung nó sẽ là 3GB, Mach Turbo là 3GB 5, 3GB 6. Tuy nhiên CPU đó thì cái watt nó cao hơn các bạn, nó tới 130W lần. Đó, RAM mình đang chạy dual channel nè các bạn. Đó, và khi mà CPU V2 thì các bạn nên gắn RAM bus 1866. Các bạn lưu ý ha. Rồi. Cạc hình thì mình đang gắn 2GB xuất hình thôi các bạn. Rồi, như vậy là các bạn sử dụng main X79 của China, Hynix. Bây giờ chúng ta có thêm một cái sự lựa chọn khác là đó là cái main Super Micro này. Số lượng nó cũng không quá nhiều các bạn. Mình nghĩ nó cũng sẽ mau hết thôi. Đó, để giúp các bạn có thể build máy trong cái tầm giá khá là hữu nghị. Cái này các bạn lên máy tốn chừng khoảng 7-8 triệu thôi, tùy theo cái option. Rồi, có gì thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới ha. Mình rảnh mình sẽ hỗ trợ ngay. Cảm ơn các bạn.